Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé Hôm nay thì mình lại tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn về một cái trang web mà giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng tiền điện tử Bitcoin hoàn toàn là miễn phí ở trên cái trang web này thì bản thân mình đã rút tiền thành công rồi nên là các bạn thể tham khảo và tham gia luôn cho mình nhé một cái điều mà mình rất là thích ở trên cái trang web này là khi chúng ta rút tiền ấy thì tiền nó về rất là nhanh nhá và đây các bạn tham gia trong vòng chỉ tầm là 10 đến 15 phút thôi là các bạn có thể rút được tiền ở trên cái trang web này nhá. Chúng ta tham gia ở đây đặc biệt hoàn toàn là miễn phí, chúng ta không cần phải đầu tư là các bạn vẫn có thể kiếm được tiền ở trên cái trang web này. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn một số phần để giúp chúng ta thể kiếm được tiền ở trên cái trang web này nhá. Thì trước khi vào hướng dẫn thì bây giờ mình sẽ chia sẻ qua cho các bạn về cái phần đăng ký trước. Đây là cái giao diện của cái trang web nhá. Mình sẽ quay sang cái phần đăng ký để hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết cách đăng ký ở trên cái trang web này. Thì cái đường link tham gia đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Và khi các bạn ấn một cái đường link nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Đối với bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn ấn một phần đăng ký ở đây cho mình hay còn gọi là cái mục Rider ấy Đăng ký đây thì cực kỳ là đơn giản thôi Không có gì khó khăn cả Các bạn chỉ cần điền cho mình cái Gmail ở trong điện thoại của bạn Sau đó nhập lại cho mình hai lần cái mật khẩu vào đây Mật khẩu làm sao mà các bạn bảo mật an toàn nhất cho mình Rồi các bạn à, xác minh cái mạng captcha nó yêu cầu giả sử nhà hình ngôi sao Thì các bạn chọn cho mình là ngôi sao Sau đó các bạn mục phần đăng ký ở đây cho mình là các bạn có thể đăng ký thành công Còn bạn nào mà đã có tài khoản rồi thì các bạn ấn mục phần đăng nhập bên dưới này cho mình là được nhá sau đó các bạn có thể đăng nhập bằng cái tài khoản mà vừa lấy các bạn đã đăng ký thành công rồi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhá. Và sau khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ có một cái giao diện như lúc đầu video mình chia sẻ cho bạn nhá. Và ở đây nó sẽ hiện lên cái tổng số dư của bạn đây. Hiện tại thì mình đang có là 7 triệu xu và tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút hết cái số lượng su à, này nó sẽ quy đổi ra satoshi của đồng btc nhé và mình sẽ rút về cái ví điện tử của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm thế nào để chúng ta thể kiếm được nhiều su ở trên cái ứng dụng này. Đầu tiên thì các bạn ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. Ở à, trong cái mục dấu ba gạch thì các bạn sẽ chú tâm cho mình đến ba cái phần, bốn à, phần các bạn nhé, bốn phần thì phần đầu tiên các bạn quan tâm cho mình đó là cái phần uh, xác nhận quyền sở hữu vòi đây cho mình nhá đây mình sẽ ấn mục phần uh, xác nhận quyền sở hữu vòi đây cho mình này ở uh, trong cái mục mà Quyền sở hữu vòi này thì cứ một lần các bạn điểm danh là chúng ta sẽ nhận được ở đây lên tới là 800.000 xu nhá. Hiện tại nó đang trả xu cho các bạn khá là nhiều. Và theo đánh giá của mình ý, thì đây là top một cái trang web mà đến cái thời điểm hiện tại các bạn tham gia kiếm Bitcoin hoàn toàn là miễn phí cho mình. Hiện tại thì đồng Bitcoin nó đang giảm. Đó là cái cơ hội để chúng ta có thể kiếm thật nhiều. Ở tới này cái đồng Bitcoin mà nó tăng lên các bạn có thể là lúc đấy chúng ta đã có cái số lượng Bitcoin là các bạn có thể bán được rồi nhá rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống này à, cách nhận ở đây rất là đơn giản thôi đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập cái mã t-bot này, à, One tu này, tu là hai này, Line này, 7 này, 7 là, là 9 là chín này, 7 là 7 này, ở à, đây nó yêu cầu là cái cốc các bạn chọn cho mình cái cốc này, rồi sau đó các bạn bục phần nhận phần thưởng đây cho mình nhá, mình dẫn bục phần nhận phần thưởng đây, rồi các bạn sẽ chờ một lúc cho mình rồi như vậy là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên và mình đã nhận được ở đây lên tới là 800.000 xu đây nha Mình sẽ ấn mục phần nhận ở đây Rất là đơn giản thôi Và đây cứ trong vòng này Các bạn có thể để ý này nó sẽ hiện cái lượng số lượng dây đây Sau khi mà cái số lượng dây này nó kết thúc Thì chúng ta có thể nhận tiếp theo điểm danh Là các bạn lại nhận được tiếp là 8.000 xu nhá Đấy là cái phần đầu tiên này Tiếp theo đó là cái mục quảng cáo PTC và mục quảng cáo cửa sổ Thì hai cái mục này nó là như nhau các bạn nhá À, cái mục thứ ba đó là cái mục à, liên kết tắt này à, mình sẽ hướng dẫn các bạn là xem quảng cáo trước hiện tại thì mình đang có là 13 cái quảng cáo nhá rồi các bạn sẽ chọn kéo xuống đây sau khi mà chúng ta xem hết cái số lượng quảng cáo này thì các bạn có thể nhận lên tới là 1 triệu 480.000 xu đây các bạn kéo xuống chọn cho mình một cái video để các bạn có thể xem đây cho mình nhá liên kết kiếm tiền này đây để mình xem có cái nào mà dễ dễ mình sẽ hướng dẫn đây giả sử nhà cái video này chẳng hạn nó chỉ có trong vòng là 5 giây thôi và các bạn sẽ nhận được là 185.000 xu mình sẽ ấn mục phần đi ở đây nhá rồi sau đó các bạn sẽ chờ cho mình ở đây trong vòng là 5 giây này hết 5 giây ở đây nó sẽ hiện cái mục xác nhận ở đây để chúng ta thể nhận nhá nó yêu cầu cáp này cáp tra đây nó yêu cầu chúng ta là chọn cái lá cờ thì các bạn sẽ chọn cho mình cái hình ảnh là có lá cờ này sau đó các bạn mục phần kiểm chứng ở đây cho mình nhá sau khi mà các bạn đã kiểm chứng hoàn tất rồi Bây giờ chúng ta sẽ x cái này ra để các bạn có thể quay trở lại Và chúng ta có thể nhận được cái số lượng xu ở đây cho mình nhá Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái video rồi Và cái video này chúng ta đã nhận được là 185.000 xu Đấy rất là đơn giản thôi Tương tự những cái video sau các bạn cũng xem tương tự như mình nhá Đây đa số chỉ có 5 giây thôi 5 giây thì nó rất là nhà ngắn Nên là các bạn có thể xem hết ở đây cho mình À, hôm nay mà chúng ta xem hết thì ngày mai nó lại ra tiếp tục nhá bạn nào mà không xem hết thì nó hơi phí một chút tương tự như ở cái mục quảng cáo cửa sổ này nó cũng vậy nó cũng giống như là ở cái mục quảng cáo ptc này thôi rồi tiếp theo mình sẽ sang cái mục đó là mục quần đai quần này hay còn gọi là cái mục liên kết tắt nha các bạn nhá mình sẽ ấn mục phần liên kết tắt này ở cái mục liên kết tắt này thì chúng ta có tận là 19 cái liên kết cơ Và cái tổng số xu các bạn nhận được lên tới là 16 triệu 581 nghìn xu cơ Đấy cái số xu nó thưởng cho các bạn khá là nhiều Ở đây này như các bạn có thể để ý này Ngoài cái việc mà các bạn nhận được xu ra ấy, thì chúng ta có thể nhận được cả năng lượng ở đây nhá Các bạn có thể ấn mục phần truy cập liên kết này Đấy, Nó sẽ hướng dẫn các bạn rất là đơn giản thôi nó sẽ hiện lên những cái đường link sau khi các bạn hoàn thành ấy, các bạn mở hết những cái đường link đó lên nó kiểu giống như là những cái đường link Ola ấy để các bạn có thể mở lên cho mình nhé, truy cập liên kết ngắn này, đấy ấn vào mục màu đỏ này, sau khi hoàn thành nó sẽ hiện lên cái mục con tiêu lơ là các bạn có thể nhận được cái mục này nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó hay kiểu nhảy 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 linh nên là mình sẽ không hướng dẫn nữa nhá, đa số là các bạn cũng có thể làm được hết rồi, đấy là những cái phần mà mình hướng dẫn và chia sẻ cho bạn ở trên cái trang web này, đó là cái phần xác nhận quyền sở hữu này, xem quảng cáo PTC này quảng cáo cửa sổ và cái mục liên kết tắt này đấy là những cái nhiệm vụ để giúp các bạn thể tham gia và chúng ta thể kiếm được thật là nhiều xu ở trên cái trang web này nhá và hiện tại nó đang trả xu cho bạn khá là nhiều này rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền này đây các bạn ấn một phần rút tiền ở đây cho mình nhá đây mình sẽ ấn một phần rút tiền yêu cầu đây này ở trong cái mục rút tiền này thì chúng ta sẽ rút chỉ rút về cái ví điện tử Forecast Pay thôi các bạn nhé. Đây mình sẽ rút về cái ví Forecast Pay này đa số hầu như là những cái cổng rút ở đây các bạn đều rút về ví forecast pay ở đây các bạn có thể rút những cái đồng giả sử như đồng son này đó coi 3 xe này LTC này trx này ở đây nó đang báo là một trăm phần trăm không biết là hiện tại đang còn không để chúng ta có thể rút nhé hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn rút rồi và ở đây các bạn có thể rút về hai cái cổng đó là forecast pay và coi 3 xe coi 3 xe thì chúng ta chỉ rút cái đồng c 3 này thôi còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đã rút Bitcoin nhé Cái tổng số lượng uh, số lượng mà Satoshi của mình này Số lượng su mình nhận được này Nó tương đương với là 12.610 Satoshi của đồng BTC cũng khá là nhiều ở uh, Cái mục địa chỉ ví này các bạn uh, lên nhớ cho mình nhá Là các bạn điền cho mình Cái gmai chúng ta đăng ký cái ví Forecast Pay các bạn nhé Gmai chứ không phải là cái địa chỉ ví Bitcoin đâu Các bạn điền trực tiếp cho mình luôn là cái gmai mà các bạn đăng ký cái ví Forecast Pay luôn cho mình sau khi các bạn điền ra đây cho mình rồi này, đó, chọn cho mình ở đây là bitcoin này, sau đó mình sẽ kéo xuống ấn mục phần rút tiền này xem mình rút buổi tối xem có được không nhá, mình sẽ ấn thử rút này, rồi mình sẽ chờ một lúc này, rồi như vậy là mình đã rút tiền thành công rồi nhá, đây cái lệnh rút tiền của mình nó đã báo thành công rồi, mình sẽ ấn một phần nhận ở đây này và cái tổng số xu hiện tại của mình ở đây nó đã trừ hết rồi như các bạn có thể để ý này, nó đã trừ hết của mình rồi nhá. À, khi các bạn rút tiền thì các bạn lên để ý cho mình nhá Nó báo 100% này là những cái cổng đó các bạn có thể rút được nhá Giả sử nha nhiều khi nó báo là không còn nữa nó sẽ báo ở đây là đầy này Đầy là các bạn kiểu như là những cái cổng này người ta rút nhiều quá Một ngày nó chỉ quy định là bao nhiêu đó thôi Mà nhiều người rút quá thì nó sẽ bị hết nhá đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn rút tiền. Bây giờ mình sẽ quay trở lại mục trang chủ, sau đó mình sẽ sang cái ví điện tử Forcast Pay để mình có thể kiểm tra xem cái số lượng Satoshi của đồng BTC của mình nó đã được chuyển về cái ví Forcast Pay chưa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái ví Forcast Pay của mình để mình kiểm tra Khi mà chúng ta sang cái ví Pay rồi, bây giờ các bạn muốn kiểm tra xem cái số lượng satoshi của đồng BTC mà vừa nãy chúng ta rút ở trên cái trang web nó đã được chuyển về ví chưa nhá? Các bạn buộc phần trang tổng quát ở đây cho mình, cho mình này. Mọi lần mình rút tiền ở trên cái trang web này thì nó xử lý rất là nhanh, trong vòng chỉ vài giây thôi có nghĩa là chúng ta rút tiền xong ấy là tiền nó về ví luôn nhá. Rồi mình kéo xuống cái mục lịch sử này. Đây các bạn để ý này Như vậy là mình đã rút tiền thành công Và nó đã được chuyển về cái ví của mình rồi Đây các bạn có thể để ý này 12.609 Satoshi của đồng BTC Nó đã được cộng này Ngày tháng luôn này Đấy rất là nhanh và tên trang web này Để nó xử lý cho chúng ta rất là nhanh Trong vòng chỉ vài giây thôi Là các bạn đã được cộng vào ví rồi nhá một cái điều mình rất là thích ở trên cái trang web này là khi chúng ta tham gia rút tiền ấy thì nó xử lý cho chúng ta khá là nhanh nên là mình rất là thích và đặc biệt các bạn tham gia trong vòng chỉ 10 đến 15 phút thôi là các bạn có thể rút được tiền ở trên cái trang web này rồi nhá. Hiện tại cái trang web này nó vẫn rất là uy tín nên là các bạn thể tranh thủ và tham gia luôn cho mình. Ở đây các bạn tham gia lại hoàn toàn là miễn phí. Ở trên cái trang web này thì bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình, mình sẽ hướng dẫn nhá bây giờ mình sẽ sang quay một cái evan và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây bây giờ mình sẽ quay một cái evan và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây này rồi chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới này nhá xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment Ồ, hôm nay nó lại lâu lâu một chút này quay khá là lâu các bạn hay là nhiều comment quá nhỉ không phải đâu Chắc là không phải đâu Rồi chúng ta sẽ chờ một lúc là 196 rồi đấy à, 263 comment các bạn ạ Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn Nó đang chạy chậm này Mình sẽ chờ một lúc ở đây nhá Rồi xin chúc mừng bạn Ngân Online này Chúc kênh anh ngày càng phát triển Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá Thì sau video này bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình Mình sẽ gửi cho bạn một phần quà video của mình kết thúc ở đây xin chào tất cả bạn